Các bạn, đổ xăng này nhóc rồi các bạn, đổ dầu vô anh. Giờ bắt đầu đi vào đây, anh em tập hợp rồi đây. Đẹp ơi là đẹp luôn các bạn. Để mình quay với mấy đèn cá nha, chạy chung nha, chạy chung nha. Xin coi, xin coi. Đó, bây giờ đi vô những cái đường như vậy các bạn ha.
vậy chứ thấy xe anh em qua ngon lành cành đào không? Okay, các bạn vừa tới à, ngày nay vui quá anh hả? Bây giờ vô ăn đã rồi đó, hạ cái đầu xuống đi lên không đổi. Ok. quá dữ. Thì bây giờ anh em đến đây ăn lẩu các bạn đói bụng rồi. Hai người phụ nữ vui không? Vui à? Hả? Kỹ. Ăn cái ấy. Wow, thì các bạn ngày này lái cũng rất là phê, từ tối chắc tối hôm qua. Mấy hôm nay thiếu ngủ rồi gặp cái chạy chiếc xe truck phải đu theo đó. Cho nên cảm thấy rất là phê. Ok, bây giờ chúng ta vô một lượt đi. Go một lượt đi lấy để người ta sắp xếp table cho mình. Go inside. Please. Quit. Ủa mày
Hồi tối mẹ ăn thịt gì mà giờ mày nói thịt này dai? Anh Phước, hồi tối nó ăn thịt gì mà giờ nó nói thịt này dai là sao? Ngon ha, ngon ha. Sao em tin ok ha? Có gì giơ tay lên là có người sơ bịch liền ha. có dạ. Thằng giống nó bị cảm cho nó chơi ở nhà. Dạ. Đúng rồi, với lại tối cuối khuya đó, bà xã mình cuối khuya nó cũng mệt. Kết em hả? Kết. Cậu ok? You guys good here? Good, man. Yeah? Good. You're not hungry? I am. Very. But I have to do my part. I have to do my part. I think everybody hungry. Yeah, everyone's hungry. I haven't eaten nothing all day. Oh, yep. Cái đồ mạnh miệng kìa. Tối quá mà. Hồi nãy nói đi về lẩu Sapo đi. Ui đi. Má hèm quá mười, nó bụng quá. Nó bụng quá. À, bây giờ mình bỏ đồ biển vô cho nó ngọt ha ha. Giờ mới hay nói vậy đó, bỏ đồ biển vô trước. Mấy cái này là không ăn nhưng mà cho nó lấy cái chất nước ngọt ra coi ha. Cho ốc vô. Đồ vô đây ăn gì rung luôn mày, rung người luôn, nó phê quá, tê tái á, ngon quá. Ngon quá, ăn tê tái luôn. Anh em cũng vậy. Nãy giờ quá tê tái luôn. Quá tê tái. Ừ. Bụng mà. Đói bụng mà mệt đó. Ờ. Đúng rồi. Sao? Thank you, cảm ơn Tú nha. Rất là dễ thương. Đào quá các bạn ạ. Rất là ngon. Rất là ngon. Thì các bạn có xuống Houston các bạn thử Sabu John đó các bạn, nằm ở trong khu Hồng Kông ở Bel Air. Đây rất là ngon. Đây không có thịt nướng, chỉ có lẩu thôi. Xôi là xôi luôn. Ok ha, no nê đàng hoàng nha, no mới cho về, không no là không cho về. Hôm nay là anh no cái
cái phone rồi đó. Anh đi tới đi lui mà Nembo đuổi theo cái bà mà đi bộ mà đuổi lại. Nhận được cái phone bà đi tụi tôi. Ồ vậy hả? Ừ. Ồ. Đuổi bà ấy mới gặp được. Ồ vậy đó. Bà nhận được bà ấy trả lại rồi. Ồ vậy hả? Ok. Ba. Ba. Ba đâu bé rồi đâu? Ba đâu? Ba. Em rồi ăn gì dạ mà ba? Dạ ngồi trong. Không? Hai con. Con ăn gì đó, em rồi ăn gì đó. Ok các bạn thì ăn uống xong à. Hi. Hello tụi em. Dạ. Ăn uống xong à no nê các bạn à, thì bây giờ anh em chạy qua bên quán coffee bên kia để uống ly cà phê rồi cho đồ ăn nó tan tí cái giảm rồi cái bắt đầu đi về đó, thì cuộc vui nào nó cũng không nó cũng sẽ tàn các bạn ha. Thì cái video này cũng gần kết thúc cho cái rally cuối tuần hôm nay đó. Ok bây giờ I would like to thank you everyone that came out with us this weekend. It's a great weekend, guys. I have a lot of fun. What about you? You guys have fun? Yeah. Thank you. Can't wait to the next one. Yeah. Thank you so much. The next one is gonna be Anh Hoàng woman house woman. Tân gia nhà ha, house woman. Oh, where is he? Where are they? Yeah. Ok thì một lần nữa thank you everybody and I hope to see you guys very soon. Ok, thank you very much. Say bye. 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 Chưa có ai muốn về các bạn ha, thì đến làm đi cà phê cái về. Ok tụi em ha. Thank you tụi em ha. Lái xe cẩn thận nha. Ok, gì gặp sau nha. See you next rally. Ok. Ok, bye tụi em. Yeah. Lái xe cẩn thận. Yeah.